trời nóng mất điện thì anh em sẽ làm điều gì? Nhân cái dịp mất điện, nhân cái dịp mất điện giữa trưa, lôi ông anh đi review xe. Và ngày hôm nay anh em sẽ lên cho anh em con gì nào? Tất nhiên rồi, sẽ làm một cái điều mà dường như khó, chưa ai làm. Đắp chăn giữa mùa hè là có thật anh em ạ. Đó. Thôi vào nhanh. Wow, ui bỏng hết đít. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là trời mất điện. Nếu mà có một cái chăn nào đó mà tôi ngồi ở trong cái thùng ở phía sau tôi thì có lẽ rằng bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. Nó sẽ chả có một cái điều gì, thậm chí phải cần nhiều chăn hơn. Và đó là phải nói là cái ưu điểm của dòng xe tải thùng đông lạnh. Chúng ta có thể thấy rất là nhiều chiếc xe thùng đông lạnh Hyundai hoặc là Bongo, nhưng rất ít khi mà thấy cái dòng xe máy cơ này, Kia K125 và thùng đông lạnh phù hợp để anh em chở kem. Anh em nào không mua kem, anh em nào không chở kem, không chở hải sản thì có thể để chống nóng vượt qua cái mùa hè, vượt qua cái mùa hè nó dã man khủng khiếp này. Và một chút nữa tôi sẽ review chiếc thùng. Và bây giờ là cuộc hành trình của chúng ta trên chiếc Kia K125 đời 2015. Thì về dòng xe tải Kia K125, nó là dòng xe, phải nói thế nào nhỉ, dòng xe lâng tải của dòng Kia K2700. Dòng xe lâng tải của dòng Kia K2700. Và chúng ta sẽ đổ dầu một ít dầu để chúng ta trải nghiệm và nghịch ngợm thôi, để qua cái mùa nắng nóng này. Đây, không khác gì nội thất của dòng Kia K2700 đâu, không khác gì cả. Có khác, nó khác về tải trọng, nó khác về, như chiếc xe này nó khác về phần thùng. Phần thùng không phải là thùng bạc, không phải là thùng kín, không phải là thùng lửng, mà là thùng 3 lớp đông lạnh. Rồi, nhiệt độ lúc này ngoài trời nó chắc là nó phải rơi vào khoảng 37-38 độ C các bạn. Giữa trưa hè à? Để mà chắc có lẽ là giữa trưa, chính xác 12 giờ trưa, để mà tránh quá tải điện, cho nên là điện lực họ cắt. Thôi chấp nhận, chịu khổ tí. Khổ này cũng chưa thể bằng, phải nói thế nào nhỉ, những người chiến sĩ thầm lặng đang chống dịch Covid. Mình vẫn được mặc áo có tay là sướng lắm rồi, nhưng anh em kia vẫn trong bộ đồ bảo hộ, trời nóng chang chang vẫn ở chốt kiểm dịch. Cho nên là anh em cố gắng lên. Ok rồi. Thì vừa anh đổ bao nhiêu tiền rồi? 200.000 tiền. 2 lít 13 lít rưỡi. Và chúng ta sẽ chiến đấu. Cái con đông lạnh thì cái sản lượng dầu nó ăn sẽ nhiều hơn, nhiều hơn xe bình thường. Ở đây thì nó trang bị hai dàn điều hòa, một dàn trước và một dàn sau. Khi chúng ta đi đường, chúng ta muốn, nếu mà không có hàng, chúng ta tắt dàn sau đi là chuyện bình thường. Đấy. Và như chiếc xe này thì cái phần dàn lại đằng sau thì tôi cũng vừa mới nhờ ông anh xem xét lại. Đầu tiên là tôi mua chiếc xe này là dàn lạnh, là nó chưa được lạnh sâu lắm, chưa có âm độ, nhưng mà về thì bơm ga điều hòa rồi xử lý lại một chút, bảo dưỡng lại một chút. Gọi là hôm qua mất điện cũng như thế này, cũng 12 giờ trưa mất điện như thế này, anh em vào trong cái thùng một uống bia phê như con tê tê. Nhà đang có hai con đông lạnh, một con là máy điện và một con máy cơ đấy. Nếu mà trời nó không nắng nóng quá thì mình đã mang hai em, một em máy cơ, một em máy điện đi test và so sánh rồi. Nhưng mà thôi, mỗi em thì có một cái đặc trưng và đặc điểm, ưu nhược điểm nó riêng. Thì hôm nay thì nhân cái dịp mất điện đấy. Anh em thực ra thì nói là anh em công việc, thế
nói thẳng ra luôn là đi cho nó mát mẻ, chứ ở nhà ngồi không thì nó cũng lâu thôi em. Úi trời ơi, máy cơ trùng đông lại. Thì nói về máy cơ thì anh em nói đến cái sự ổn định, nó không quá là yên lặng, nó rất là ồn ào, tại vì máy cơ mà nó không quá, nó không yên lặng, nó không yên tĩnh như cái dòng xe Kia Bungo hay Hyundai đâu. Nhưng mà được cái nó ổn định, nó ổn định. Đây, mình sẽ đi vào một cái con đường quen thuộc để uống nước mía. Anh em nào đến Thái Nguyên muốn uống nước mía sạch thì có thể nhớ đoạn đường này nhá, ngay đoạn cầu Giang Tiên. Đấy, ngay đoạn cầu Giang Tiên. Ngày xưa đoạn đường này mình chuyên để dùng test xe từ cái thời là mình còn làm xe con. Ngày xưa đường không đẹp này đâu, nó toàn ổ trâu, ổ voi, ổ gà luôn. Đây là mới đợt cuối năm ngoái. Cuối năm ngoái là ngân sách nhà nước đầu tư làm quả đường này đây. Đây là bạn anh Hàn đấy. Đấy, bạn anh Hàn, idol anh Hàn đấy. Suốt ngày mua thuốc cho anh Hàn. Suốt ngày vào đây quay đấy à. Suốt ngày mua thuốc lá cho anh Hàn. Quay đầu lại. Đấy, đây chỗ này như là dành riêng để anh em mình quay hay sao ấy, nó lại dập đúng một chỗ ấy. Trong này có điện mà. À. Ngày xưa người ta bảo hơi hâm một tí nhưng mà nó hợp lý đấy. Anh em mình đã nhờ mang cái chăn đi đấy. Thách. Hôm qua có đứa làm clip ở trên TikTok, nó ôm cái chăn ra giữa ngoài trời nắng. Ui rét thế. Rét thế. Mình phải ôm cái chăn ra đấy. Giữa bãi xe mình bảo hát bài Mùa Đông Không Lại. Khả năng lại hot anh ạ. Tí đã làm TikTok mượn bác ôm cái chăn. Khả năng hot. Ui lạnh quá. Và chúng ta sẽ bước xuống xe nhá, anh em nhìn nha. Lộ diện chiếc Kia K125. Đó. Tôi thề luôn, tôi không muốn bước xuống một tí nào luôn. Bước xuống nó sốc. Nó sốc dã man luôn. Và đây. Đây rồi. Đó, là tổng thể thì bao giờ nó cũng có một cái đặc trưng của thằng Đông Lạnh, có luôn luôn là có một cái dàn lóng ở đây cho dàn điều hòa phía sau đó. Đây thùng composite và tất cả các khóa cửa dạng container để đảm bảo cái tính giữ nhiệt tốt hơn đó. Và trong đây khóa đây. Anh bật chưa? Bật rồi. Bật cái nó xuống từ từ, nó không xuống ngay được. Bên trong sàn inox. Bên trong mình sẽ phá. Cái này nó có phần cản dưới nhá. Đấy, phần cản lốc dưới để chúng ta bước chân lên này. Liệu rằng nếu là các bạn thì các bạn sẽ ở trong đây được bao nhiêu lâu? Không kín hẳn nữa.
thùng này là thùng 3 lớp luôn. Cách nhiệt rất tốt. Đúng rồi, đây không có sợ dưới nữa. Anh phải đóng vào cho nó lạnh không? Riêng đóng, đóng một lúc vào, con này nó giữ nhiệt tốt rồi. Tí luôn. Cái này nó có quá đây là chỉ khép vào thôi, chưa chưa đóng. Trần đã chắc chắn anh em ạ. Nó có cả bóng điện ở trong đây mà. Nó có bóng điện ở đây này. Đây là còi này, đây là bóng điện này. Còi thì người ở ngoài cũng biết chứ. Đây còi, đây bóng điện nó chưa thay. Chưa. Đóng vào. Con này để chở hàng vừa phải, không vừa thùng con bít rồi. Đấy, đẹp chưa? Có dạng câu. Đẹp. Đấy, nếu mà bỏ phần thùng này ra thì nó vẫn là một chiếc Kia K125 bình thường. Đó. Nhưng mà có quả thùng này thường thì giá của thùng đông lạnh nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những dòng xe khác khi mà đóng mới. Còn khi mà những chiếc xe nó qua sử dụng như thế này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được khá nhiều chi phí, khá nhiều chi phí. Với cái giá tầm hơn 200 triệu chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe thùng đông lạnh. Tôi thề luôn. Cái thời nắng nóng này muốn review rất là nhiều nhưng mà thật sự luôn, thật sự rất nóng. Thôi kết thúc lại video, đi uống nước mía thôi. Mời anh em nhá. Chúc anh em vạn dặm bình an.